Sốt được làm cực kỳ đặc biệt, bốc khói như nút giữa trời lạnh 14 độ. Và cái việc mà các bạn có thể thưởng thức món ăn như thế này giữa cái trời lạnh như thế này, giữa những người bạn thân như thế này, thực sự rất là tuyệt vời. Đi vào lạnh nữa. Trời lạnh 19 độ C, nó ngủ đi ăn kem bơ, tay chân không cử động nổi, quá lạnh rồi. Rồi đi vô nè, ở đây nè. 8 ly kem bơ. Một dĩa trái cây, nó rất lạc lòi. Sơn An và tôi đang món ăn gọi là bún bò Huế. Đây là món mì Quảng, bún mì Quảng đặc biệt của Liên Hoa. Đây là cái bàn tay đông cứng của Long khi chở bún đi tới cái tiệm ăn. À đây. Đúng như cái tô mì ông chú nó đã. Đó là anh Bảo Long. Chúng tôi sẽ thực hiện một trip 24 km dưới cơn mưa lạnh tại Đà Lạt để thưởng thức được cái món cà phê chỗ dầu. Khi uống cà phê ở Mê Linh Coffee Island Mì Tim, ăn khổ bò, à bà toa.